Hello, em xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay cuối tuần á, gia đình em đi xuống thành phố Cambridge, cũng là một cái nơi trường đại học danh tiếng ở nước Anh. Em mời các cô chú bác anh chị em á cùng đi khám phá với em ngày hôm nay nha. Hôm nay là ngày cuối tuần nè, đông đúc và vui lắm đây. Cùng đi dạo với em nha cả nhà. Cứ mỗi thành phố, mỗi tiểu bang á là xe bus có cái màu khác nhau. Ở London thì lúc nào cũng cái xe bus màu đỏ. Kiến trúc thật là đẹp luôn ha cả nhà. Cao vút luôn. Cửa sổ thì rộng lớn. Ở trong đây là nhà hàng nè, quán ăn ven đường. Họ chạy xe đạp xong, bây giờ họ muốn đi bộ, họ để đây quá trời luôn nè. Xe bus có cái màu xanh cũng đẹp quá ha các bạn ha. Thành phố này rất là thu hút khách nước ngoài khắp mọi nơi đến đây để họ tham quan á. Tuy là cái thành phố nhỏ nhưng mà rất là đẹp luôn, kiến trúc và cổ kính. Ở dưới đây không phải là tập trung cho việc học tập mà là cái nơi du lịch đó, giải trí. Có nhiều cửa hàng và quán ăn, quán nước á. Và nhiều cái không gian nó bình yên để cho mình đi dạo và thư giãn lắm các bạn. Thời điểm tốt nhất mà để mình đi du lịch qua nước Anh á là thường vào cái mùa xuân ha, hoặc là mùa hè đó. Trong những cái tháng này á, thời tiết nó ấm áp và nó dễ chịu, thích lắm. Và cái ngày nó cũng thật là dài nữa. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho mình đi tham quan được nhiều nơi á các bạn. Mùa hè đó có khi là 9, 10 giờ, 11 giờ trời vẫn còn sáng luôn á. Mình có thời gian là mình cứ đi chơi, đi dạo. Còn khi mùa đông á, mới có 3 giờ là trời tối thui rồi. Nên mình nào muốn đi du lịch qua đây chơi á, là đi cái vào cái mùa hè đó là mùa tốt nhất. Trời đây quá trời đông đúc bà con ha. Ở trong đó là cái đồng hồ á các bạn. Thấy nó lạ ha, bà con ai cũng đứng nhắm nhìn và chụp hình quá trời lên. Các bạn nhìn thấy là khách du lịch nước ngoài họ đến đây tham quan khá là nhiều, chứ người sống ở Anh Quốc thì họ cũng ít có đi tham quan lắm. Toàn là mình thấy là khách nước ngoài họ đến đây du lịch không á các bạn. Có nhiều nhà hàng quán nước đồ nè, quay ven đường á, đi dạo chơi rồi có thể là mình dễ tìm quán để ăn uống, thích mấy cái quán ven đường ha. Ồ, ngay đây họ cắm trại quá trời mấy cái túp liều nè các bạn, dài dài theo con đường này quá trời liều luôn. Thêm dài tới đây luôn nữa nè. Có cái túp liều này mình đi cắm trại nơi đâu á mình cũng không lo sợ ngủ qua đêm rồi lương cũng được nữa. Mưa gió hay nó không có ướt mà nó kín lắm. Ngay đây nhiều nhà hàng ha. Lúc này rất là vui, nhộn nhịp ha cả nhà. Mùa hè ở nước Anh đó là từ tháng 6 cho tới tháng 9 đó, là nơi đây rất là sôi động và đông đúc nhất. Nếu mà các bạn muốn đi qua nước Anh chơi và tham quan, không có muốn ồn ào của khách du lịch nhiều quá, để mà các bạn trải nghiệm cho nó bình yên hơn, thì các bạn đi vào tháng 10 hoặc tháng 11 đó, thời tiết nó cũng chưa có lạnh lắm, nhưng cái lượng khách thì nó sẽ ít hơn. Đến nước Anh cái mùa đó là cũng vào cái mùa thu á,
thời tiết nó cũng trong lành và cảm giác nó bình yên. Cây cối thì bắt đầu lá vàng nó rụng á, đẹp lắm. Có nhiều em á còn trẻ nhưng mà tính tình cởi mở dễ thương lắm, thấy cái là hello hả. Người Anh quốc á, chứ có nhiều người họ cũng vui vẻ và cởi mở lắm á cả nhà. Nhìn vào á, thì họ hơi có cái lạnh lùng, nhưng mà khi mà mình cần giúp đỡ cái gì đi trên con đường á, mình không có biết đường hay là mình nhờ trợ giúp cái gì á, là họ sẵn sàng họ giúp mình là tới nơi tới chốn luôn á các bạn. Dòm thì mình thấy không có thân mật và tình cảm rồi như người châu Á mình ha, chứ mà khi mình nhờ họ cái gì á họ cũng vui vẻ để giúp đỡ cho mình đó các bạn. Ngay đây có hát đường phố nữa nè. Cái con đường đi bộ này cũng rộng lớn ha, và đông đúc bà con, vui quá trời luôn. Đi bộ là phổ biến nhất ở nước Anh đó các bạn. Đi bộ từ cái khu này ha, họ sẽ đi đến cái khu khác luôn mà không có cần đi xe đạp hoặc đi tàu á các bạn. Ai mà chưa từng đi bộ á mà qua đây cũng phải tập đi bộ á, vì bên đây là các bạn thấy đi ra ngoài mình đi chơi là đi bộ nhiều lắm. Tất cả là đi bộ. Ở nước Anh á họ giỏi đi bộ lắm. Mình sống ở đây biết là mình cũng giỏi đi bộ luôn á cả nhà. Ở đây mà mình ra bên ngoài đi chơi, mình muốn tham quan khung cảnh đồ á, mình đi bộ không à. Và đi mà có con nhỏ là mình phải đem chiếc xe đẩy theo á, nếu không nó đi bộ cũng không nổi và mình ẩm cũng không nổi luôn á cả nhà. Ngay đây họ để xe cho thuê quá trời, thấy vậy á chứ chạy nhanh lắm á nha các bạn. Vào cái mùa này đang mát mẻ nè, mình ra bên ngoài mà ngồi ăn uống ven đường á, tuyệt vời luôn ha cả nhà. Nhắm bà con đi qua đi lại ngồi hóng gió nữa, rất là thích luôn. Họ du lịch qua nước Anh á, đi nguyên một thái đoàn. Hồi nãy giờ anh thấy cũng khá là nhiều luôn á, nhưng các bạn không có muốn đi tự do, mình đi thái đoàn có người dẫn dắt cho mình, dẫn cho mình đến nhiều cái địa điểm để mình tham quan. Ở nước Anh đó, vào mùa hè thì có nắng ga, nhưng mà cái nắng ở nước Anh đó, nó không có quá nóng các bạn, nó dễ chịu lắm. Mình đi ga, mình đi bộ, đi dạo cả ngày mình cũng không có thấy là mệt mỏi nữa. Thời tiết nó ôn hòa đó, khí hậu nó dễ chịu lắm. Cái con đường này cho mình đi bộ là tuyệt vời ha các bạn ha.
Các cô chú bác anh chị em nào á mà yêu thích cảnh đẹp ở nước Anh á thì luôn đồng hành với em nha. Vì em rất là thích khám phá và ngắm cảnh á, nên đi đâu á thì em cũng thích quay để cho các cô chú bác anh chị em nào mà yêu thích về cảnh đẹp ở nước Anh ha, bất cứ em đi du lịch nước nào thì em cũng sẽ quay cho các cô chú bác anh chị em xem luôn. Ở trong đây cũng có cái thùng bò thơ màu đỏ nè các bạn. À, mình đi du lịch đồ chơi ha, muốn bỏ thơ cũng có chỗ để bỏ luôn. Wow, những cái tòa nhà kiến trúc thật là đẹp luôn cả nhà ơi, cao vút luôn, nhìn sang trọng ha. Đây là xe đạp nè của bà con chạy đến đây. Nếu mà họ ở gần gần đó, họ có thể là chạy xe đạp tới đây được luôn. Xung quanh là toàn là trường học mà không á cả nhà. Đi bộ khám phá và ngắm cảnh những con đường dài như vậy nè, thật là tuyệt vời luôn á. Và có nhiều quán ăn quán uống ven đường nữa. Đi tới đâu thì mình không có phải tìm quán ăn nó khó các bạn. Cứ đi dài dài là nhiều quán ăn ven đường lắm. Đi xuống dưới này cũng xa đó, nên cố gắng thì mình đi bộ khám phá xung quanh hết ở dưới đây. Trong đó là nhà hàng. Ngồi ven đường ăn uống thấy vui ha. Ở dưới đây á, họ đi bộ cũng nhiều và họ chạy xe đạp cũng nhiều nữa. Thường là những người Anh quốc mà chính gốc ở nước Anh á, họ trông mong cho tới cái mùa hè lắm, bởi đây là cái thời gian là nó vui nhất ở trong năm luôn á. Như các bạn đến nước Anh vào cái dịp mùa hè này á thì mình được trải nghiệm nhiều thứ lắm. Cứ mỗi mùa ở nước Anh á thì nó mang một cái vẻ đẹp riêng biệt, nhiều cảnh và nhiều cái màu sắc riêng á. Nước Anh thì em thích khám phá qua từng mùa vì cái mùa nào nó cũng đẹp hết trơn á cả nhà. Xung quanh là toàn là trường học không á cả nhà. Kiến trúc cổ kính thật là đẹp ha. Dưới đây á cũng hơi vắng vẻ, ít khách du lịch đến tham quan. Cũng đi nhưng mà ít ha. Mùa đông ở nước Anh á là bắt đầu vào tháng 12, nó kéo dài cho tới tháng 3 năm sau á. Ở nước Anh được mệnh danh là xứ sở sương mù nè. Mùa hè thì nó cũng không có nóng lắm, nhưng mà tới mùa đông á là nó lạnh dữ lắm, lạnh luôn á cả nhà. Có tuyết rơi ha, rồi sương mù á nó phủ kín luôn á, mỗi ngóc ngách nào mình cũng không muốn thấy đường luôn. Mùa đông ở nước Anh lạnh lắm, nhưng mà cái vẻ đẹp cũng khá là đẹp luôn nha các bạn. Ai mà thích ta ngắm cảnh và thích bình yên rồi á, ngắm từ từ á thì đi những cái con đường này. Chỗ này á mình mua vé mới đi vào bên trong tham quan được. Nhưng em cũng đứng được thấy xung quanh bên ngoài, nhưng mà mình không có được đi vào bên trong.
Quá trời đẹp luôn ha cả nhà ha. Cỏ mùa này á xanh mướt luôn ha. Kiến trúc quá trời đẹp luôn. Ngay đây á là mình được đi vào mình tham quan nè các bạn, xem bên ngoài rồi cả bên trong luôn. Có nơi thì mình được vào xem miễn phí. Cỏ đẹp quá trời đẹp luôn, xanh mướt ha cả nhà. Họ giữ gìn sạch đẹp luôn. Bây giờ tiếp tục đi ra ngoài mình tham quan nữa ha. Có nơi thì mình được vào miễn phí, có nơi thì không có được đi vào á. Với lại tham quan nhiều nơi quá, mình mua vé đi vào cũng không có thời gian để mình ở trong đó nó lâu á. Đi với gia đình và con nữa rồi em cũng tranh thủ vừa đi vừa tham quan rồi quay cho các bạn xem. Em lúc nào cũng muốn là chia sẻ những gì nó nhẹ nhàng và nó mộc mạc á các bạn. Đi ra bên ngoài thấy cái gì em quay cái đó và thấy cái gì thì nói cái đó. Lời lẽ em á thì cũng không có được hay nữa. Nhưng chia sẻ cuộc sống và cảnh đẹp ở đây thì các cô chú bác anh chị em xem á thích thì em cũng vui. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay nha. Bye bye cả nhà.